Xin chào các bác, trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cái quy trình để chúng ta tháo ra một cái bộ cổng lâu đài nguy nga như thế này. Và bây giờ mời các bác theo em. Vâng, xin chào các bác nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục là review cho các bác cái cách để mà chúng ta tháo ra một cái bộ cổng lâu đài nguy nga và hiên ngang như thế này. Thực ra với các bác kia, các bác đang sở hữu trong tay một bộ như thế này thì có lẽ là nó cũng là một cái câu chuyện hàng ngày nó cũng khá là đơn giản. Thế nhưng với các bác mà là những người lần đầu tiên các bác sắm một bộ cổng lâu đài như thế này, hoặc là các bác đang có ý tưởng sắm một bộ cổng lâu đài như thế này, thì có khi nhìn thấy cái sự nguy nga của nó thì các bác cũng cảm thấy hơi hoang mang một khi nếu như mình mà phải đi tháo, đúng không ạ? Thì đây em trong video này em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách tháo ra nhé. Thì đây, cái thằng chóp kia thì được liên kết xuống cái phần chân cổng phía ngoài bằng ba con ốc vít. Đây em xin phép em đứng phía sau. Đứng phía sau này thì có lẽ là chúng ta sẽ không quan sát được phía trước của cái cổng lâu đài thì cũng không thể đẹp mấy, nhưng mà trong video này cái nội dung em muốn truyền tải cho bác đây là cái kinh nghiệm cũng như là em chia sẻ cái quy trình để mà tháo dỡ cái bộ cổng lâu đài như này. Cái chóp phía trên được liên kết bằng ba con ốc vít thì cổng tạm em đã được tháo rất là nhanh, và đương nhiên cái phần chân thì cũng được liên kết vào cái cánh cổng lâu đài này bằng hai con vít. Bằng hai con vít thì tháo ra cũng khá nhanh. Cái phần chân rời phía mặt đất thì bằng một cái xanh ngang thì cũng đã nhấc ra thì mặt đường đã sạch được rồi, đúng không ạ? Và phần tiếp theo thì cái cánh này thì nó tiếp tục được liên kết vào cái thân chính bằng ba cái phần mô đông ốc vít này thôi nhé, bằng phần mô đông ốc vít này thì cũng khá là nhanh thôi. Chúng ta chỉ cần tháo ra ba cái mô đông ốc vít này thì là sẽ là xong đó. Đấy các bạn nhé, một con này, phía giữa là một con là 2 này, và phía trên là một con là 3. Sau khi chúng ta tháo xong ba con này ra thì cái việc tiếp theo là chúng ta chỉ nhấc nó ra đó, chúng ta nhấc nó ra đó, nhấc nó ra. Vậy là đâu đó trong vòng hơn một phút đồng hồ, hơn một phút thôi thì bên em đã tháo ra hình một bên rồi, và chúng ta tiếp tục quay sang bên này để xem có bác tháo cái phần tiếp theo. Thì cũng hơi đỏ môi một chút, nhưng mà cũng không giảm đi cái sự nguy nga của anh ta đâu các bác nhé. Thì cho em nói ra ngoài một cái câu chuyện tháo dỡ này một chút, thì đây là một cái bộ cổng lâu đài và các cái đường viền nhẫn này thì được làm bằng anu gương màu vàng, và phía sau em thì là anu gương vàng đó. Thì giờ này tiếp tục là đây phần này các bác nhá, cái phần trên này thì cũng được liên kết ở cái phần chóp được liên kết với phần thân tổng phía dưới bằng bốn cái phần bu đông ốc vít thì bây giờ phần này mình tháo khá là nhanh đó, bốn phần bu đông ốc vít đó, rất là nhanh, mình đã tháo xong. Mà bên này cũng vậy thôi đó, thì thời gian nó đối xứng rồi thì cũng không có gì là quá cầu kỳ cả. Khi chúng ta tháo được một bên thì ở bên này cũng mặc định cũng vậy thôi. Nhìn thì nó như vậy thôi, hoặc khi chúng ta không nắm được quy trình tháo thì chúng ta cũng sẽ hơi hoang mang khi bắt gặp thôi. Khi chúng ta tháo quen rồi thì tháo một lần rồi thì đã ok rồi đó. Sau khi tháo hết phần bu đông quý ra rồi thì chỉ được hạ cái phần chóp này xuống đó, và sau khi có thể em đã tháo xong phần chóp xuống thì nếu như gần chúng ta có thể để, nhưng mà đây là
để tháo ra để mang gửi trả khách thì đương nhiên nên phải tháo rời hết, phần top kia phải được liên kết với dưới bằng những cái thanh chốt xuống thì nhấc lên, nhấc lên là ok rồi đó. Đó, ngay hai cái phần chân chính thì quát cả bên em, quát cái này nhất lên và thì để chừa lại cái phần tiếp xúc với mặt đất, chừa lại phần tiếp xúc mặt đất vậy là xong rồi. Đó, chừa lại xuống mặt đất vậy là đã xong, đúng không ạ? Tháo ra phần cho cái này, mỗi bộ phận đều được tháo rời hết. Và ngay lúc này đây thì nhóm thợ bên em vẫn tiếp tục là răng, đúng không ạ? Như bảo các khách bảo quản để vận chuyển trả hàng cho bác khách xa. Thì đây cũng như em vừa nói thì đây nó là cái bộ cổng được gắn các điểm nhấn là gương anu gương bạc các bác nhé, gương bạc. Đó, cái bộ này thì nếu như mà gặp ánh điện thì nó sẽ có những hiệu ứng rất là đẹp. Nhưng mà phía sau kia thì bên em cũng cái bộ kia thì là anu gương vàng và các điểm nhấn. Vâng, vậy là trong video này em đã hướng dẫn cho các bác cái quy trình tháo ra một cái bộ cổng lâu đài nguy nga như thế này. Và với cái thổ thờ bên em thì đâu đó cũng chỉ trong vòng 4 tới 5 phút. Nếu các bác thấy video này hay thì hãy cho em một like cũng như một chia sẻ để cho nhiều người biết đến sự tuyệt vời này hơn. Và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bác.